À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Tô Tăng Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Zonoska, các anh Viking phương Bắc. Ở tập trước thì mình đã cố gắng, mình có thể nói là mình đang chính sách câu giờ khi mình tạm thời mình hòa bình với cái thằng UF này Azrael. để mình xử lý cái thằng lùn này, mình đồng thời mình sẽ làm luôn vài cái nhiệm vụ ở khu vực phía dưới này nữa. Đó, nhiệm vụ để lấy mấy cái món đồ tím đây rồi. Mình đã chiếm được cái tỉnh này rồi, nhưng chắc phải lượt sau thì mình mới đánh được, bởi vì bây giờ mình cũng hao quân quá rồi. Đúng không ạ? Đấy, thôi để lượt sau. Đây, chúng ta sẽ chiếm được tỉnh này. Tạm thời có lẽ hết việc để làm rồi nên mình sẽ qua lượt. Không có việc gì để làm cả. Mình chỉ tạm thời hòa bình với nó thôi, chứ về lâu về dài mình sẽ không thể hòa bình được với trong UF được. Bởi vì bây giờ nó đang vây xung quanh nhà của mình, nhưng là mình tạm thời cứ để nó đánh nhau với thằng chuột tí đã. Nó không tiến sâu được vào đất thằng chuột đâu, nó cứ đánh thắng rồi nó đánh lên đất của thằng chuột là nó mất quân, là nó lại phải rút dần mà. Mình nghĩ là mình sẽ giúp thằng Dark Elf kia nó xử lý nốt thằng Pretonia. Mình nghĩ là vậy. Cái vùng bên trên này Bretonia nó chỉ còn 1, 2, 2, 3 thành gì đó thôi. Mình sẽ xử lý lốt đã. Mình đang có một quân đoàn đóng ở khu vực đất của thằng Bretonia và nó sắp có việc để làm rồi. Nói chung bây giờ thì gần như rất ít thằng nó dám chủ động khiêu chiến với mình. Mượn được tiền này. Mình chỉ là mình thích đánh với thằng nào thôi. Thí dụ như bây giờ quân đoàn này của mình xong rồi, một trong những quân đoàn cực kỳ thiện chiến luôn. Chưa có áo giáp. Slaughter the sheep. Overrun the world. Sao đây? Các bạn nhìn thấy quân đoàn này có khủng khiếp không? Đoàn khổng lồ và rồng. Blood Queen of Harganeth. Rồi, tên sau mình sẽ đánh. Tên này đánh thì hơi vất. Armored in faith. Quân của nó, quân đồ chú khá đấy. Valiant Lord. Chúng ta chưa đủ lượt để tới đây đã. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ để kiếm cái đồ tím á. Đây à? Vufix the Wanderer. À, vẫn chưa hồi hoàn toàn quân à? My challenge. Không sao. Undeniable. Thế là nhiệm vụ lấy cái món đồ tím đã. Đánh nhau với con nhện này chúng ta sẽ được cái đồ này, đồ rất hay. Nó sẽ cho phép chúng ta gọi lên những con nhện xung quanh và rất tốt để chống bọn út ép, bọn tầm xa. Mình nghĩ là chưa biết là mình sẽ cho thằng nào đeo cái viên đá này nữa. Nếu là một con sói thì phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Nó đã cơ động thì chớ, nó còn gọi được bọn nhện lên nữa thì nó quay chết bọn làm xa luôn. Queens you seek are here, my lord, but do not underestimate this enemy. Cái bọn Norska này nó hay hơn các cái quân khác này, nó có rất nhiều đồ tím, nó có thể làm kiếm đồ tím này. Và keep in mind that you will likely have to fight more than just the brood queens themselves. They will undoubtedly have their ravenous hatchlings ready to release and attack. Và
Trận chiến này chúng ta sẽ được một cái viên đá để gọi lên những con nhện. Ok. Có một chút thay đổi về mặt chiến thuật. Người đánh trong trong đường hầm thì bọn này chết hẳn. Nó nhanh cho đám vua đánh nhau trong đường hầm, bọn này chết luôn. Mỗi độ huy magic của bọn này thấp. Voi và nhện đánh nhau à? Ai ôi, quân tiếp viện nó vào kìa. Quân tiếp viện của nó đang vào kìa. Ui, sao nhiều nhện thế? Giết hẳn với nó đi, không để cho nó dai dẳng thì chết đấy. Bộ binh thì hãy cứ để voi. Chưa nhìn thấy nào tướng nó đâu. Không sợ. Con nhện của nó là cái gì? Mũi. Ai dạ, voi của mình chiến cũng ác nhỉ. Cái con nhện này cắn làm sao được. Có mấy con nhện mà nó lì thế nhỉ. Mấy con nhện mà lì thế. Trời. Có vẻ như nhện nó cũng không khỏe bằng voi nhỉ. Rồi.
sorry. Một con nhện này, ngoài nó quật lúc này tàn. Con voi này nó có lém lao gì đây? Ôi dồi ôi, bán cái xác chết của nhện ở đây. Chết rồi à? Nhiệm vụ này cũng không khó lắm nhỉ? Đâu rồi? Mấy con nhện à, bắn cung bắn tên linh tinh. Mình chưa biết mình cho viên đá này cho thằng nào đeo. Không lẽ cho con sói đeo. Rồi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ và kiếm được cái món đồ tím. Ôi nó còn tăng khả năng hồi máu nữa cơ. Hồi máu. I am the wanderer. Cái này thì quá ngon. Sói thì bản thân nó đã hồi máu rồi. Nói chung những cái đồ hỗ trợ tấn cước phép thuật này thì nên cho bọn pháp sư nó đeo. Rồi. Let's fight. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhận tiếp một nhiệm vụ tiếp theo. Xem nào. Trang 1 đã hoàn thành, trang 2 đã hoàn thành. Trang 3. Han. Bây giờ đánh bọn gì? Đây là đánh nhà út ép này, đánh đây ở đây, đánh ở đâu nhỉ? Đánh mấy thằng khổng lồ này đâu? Di chuyển đến. Ồ đây à? Cũng gần mà nhỉ? Nó chỉ bảo di chuyển đến thôi, không có bảo là phải chính xác là thằng nào đâu nhỉ? I guide the tribe. I know where. Chapter. Rồi à, cứ để tân sau. Mình sẽ làm để lấy hết các cái đồ tím đã. Các bạn thì mình đang phải chờ để mua quân ở đây. Đang mua khá nhiều quân. Nói chung là mình đang mua khá nhiều quân. Đây rồi. Có thể nó cấp thành lên rồi. Cần thằng pháp sư này. Pháp sư lửa thì đủ rồi. Enslave the southerners. Harbinger of war. Bên dưới này tiếp tục cuộc chiến với đất đai thằng lùn. Cắm trại xuống thì mới mua được. Battle time is feeding time.
champions fall. Wulfric. Wulfric. Có thể mình sẽ đốt hết cái vùng này luôn. Chiếm đi cú. Hô, đốt à? Cảm ơn. Ồ, một loạt vùng trong này bị đốt. Thằng nào đốt nhỉ? Có lẽ là chuột. Chuột thì nghĩ là nó không đi đốt như vậy. Hòa bình mà mấy lượt nữa lại tuyên chiến với tao thì tao khắc bảo. Lâng nhà sói, lâng nhà này. Mình sẽ có thêm sói nữa. Yes. Yes. What? Hai con sói. Move. Where's my next quarry? Finally, a fight. Rồi. Đã thấy anh đốt hết. Đốt hết nhà chúng mày. Được một cái áo giáp. They can run. Mutant beast. They are. Con lùn nó bị mất nhà rồi. Xem cho nào. Chỗ này vừa bị thằng nào đốt rồi. Thằng ép nó đốt rồi. Đây nữa. Nó đốt nhưng nó không chiếm nhà thằng chuột. Đông quân nhỉ. Thành nhiệm vụ. Mình nó bảo mình phải đi cướp bóc cái vùng này. Take what's theirs. The eagle guides. Từ đã. This way. Làm tính ngoại giao nào. Now you stand before the supreme ruler of Naggaroth. Speak. I suppose. Rồi lần sau thằng Dark Elf công thành này. Cho cả bọn hạm đội vào đánh nữa này. Anh sẽ yểm trợ. Rồi hay quá. Rồi mình có thể tuyển được cái lính sĩ là đấy. Voi rồi. Sói này, voi, rồng, tất cả đã đủ. Tất cả đã đủ. Tribesmen, gather.
I guide the tribe. Chúa tam quân đây à? All hail horned rat. Chuột vẫn đủ quân để phòng thủ ấy chứ. Stop that. Thằng lù này mình chưa đi quân được, quân mình đang mua. Hai đang mua quân ạ, đang mua quân. Tỉnh này 7 lượt đã mua được. Chà chà, thằng út ép có vẻ tiến cũng hơi sâu rồi đấy. Mình sẽ mua cho quân đoàn của thằng đại bàng cho những cái đơn vị quân mà mình cảm thấy nghĩ là cần thiết. Hai thằng lùn. Don't think so. Don't think so. Big arm. Rồi, mấy thằng lùn này không sợ đâu. Mình ăn được mà. Tribesmen gather. Mình ăn được. Mình chưa có đủ lượng khổng lồ cần thiết. Mình lọt thỏm vào cái vùng dưới này. The eternal challenge. On the move. My ice age comes. I'll get there. Đốt cái vùng này. Nhiệm vụ tiếp theo của mình làm gì nhỉ? Rai. Thằng Pretonia kia không chịu đánh. Rồi, cho quân đoàn này đi chiến thôi. Ồ, đông quân đấy. Cái quân đoàn như thế này thì chủ yếu thiên về công thành. Ô, bọn Pretonia nó có những đội kỵ binh gì đây?
ready to kill. Lần đầu công khai đánh nhóm Preto nhà, từ đầu chiến dịch giờ mình hình như mình nhớ không nhầm mình chưa đánh có trận nào với Preto nhà cả. Trận này chơi nguyên khổng lồ. Bọn khổng lồ của bọn North Sky trông nó kiểu gì nhỉ? Bắt đầu còn có cái sừng chứ. Cái kỵ binh của Pretoria khá mạnh đấy. Phá đi đã. Mấy con rồng này đừng bay lên. Thả xuống. Cổng này đã mở sông vào anh em. Pretoria yếu mà. Mấy con rồng này anh bảo bay lên cơ mà, cứ đậu xuống làm gì? Ra đây giải phóng con rồng khỏi mấy con ngựa này. Bay lên, bay lên, bay lên. Ai da, bắn tên này. Bắn tên này. Thế nhỉ? Anh mãi chả thấy mất máu luôn.
sư, bây giờ mới vào. Đó kìa, ngựa bay của nó này. Ui dồi ôi, vẫy cánh rơi xuống. Ui dồi, ngựa nó bay này. Tiến vào. Ấy khổng lồ chậm chạp quá. Bắn phát ra đít cho nó ra. Mấy con ngựa của nó lì ghê nhỉ. À tướng nó đứng đây. Leon lên cờ đây à? Leon lên cờ, giết! Leon lên cờ cho nó đây. Ai da! Tướng này chỉ là tướng phụ thôi mà. Tỉnh này mình có thể chiếm được này. Đây là một tỉnh to đấy chứ. Mà nó liền với lãnh thổ của mình trên kia mà nhỉ. Chiếm được thì cứ phải chiếm thôi. Mình vừa tiêu diệt Leo Lanker. Despoil and ravage. Tốt. Tìm được chiếm được cái tỉnh này. Hay phết đấy chứ nhỉ. No. Chỗ này mình có một cái lãnh thổ liền đấy chứ nhỉ. Mấy tỉnh liền đấy nhỉ. Chiếm được cái chiến đã lấy chữa hồi máu. Bên dưới này. I am the wanderer. Elmshot. Elmshot.
quân đoàn này mình đang mua quân là 5 lượt nữa mới mua xong. Mua xong thì đấy mình sẽ lại tiếp tục chiến đấu với thằng út em. Giờ thì chưa phải lúc. Nhưng mà nó cử lắm quân xuống đây ghê nhỉ. I live to serve Ariel. Nó chiếm được cái dãy núi phía bắc này rồi mà. Chuột cái kiểu làm ăn kiểu quái nhưng mà chả thấy giữ được lãnh thổ gì cả. Ăn để mất này. Đấy, có con chuột to này cơ mà. Heo pit này. Mình cho hai đơn vị xuống tận dưới đấy đi quẩy thằng lùn sợ nhỉ. Thực tế là để mình làm một số tắt tới là mình sẽ làm một số nhiệm vụ chứ không phải để mình đi quẩy chơi đâu. Ở vùng đấy là mình phải làm nhiệm vụ chứ. Không biết cái vùng đất của Pretoria này mình có thể chiếm được thêm những tỉnh nào nữa nhỉ? Khu dưới thì thằng Đắc ép nó chiếm được rồi. Lại ám sát mất mấy con Herod của mình. Tăng chị An này, tăng tiền thì chúng ta cướp bóc, tăng tiền. Mấy con sói này không có đồ. Quái luôn. Nó sự tiết kiệm. What do you seek? What you seek? Ô, mình có thể kiểm soát được toàn bộ cái tỉnh này à? Hay quá nhỉ? Pretoria. Hay quá. Kiểm soát được toàn bộ cái tỉnh này à? Thôi rồi. Despoil and ravage. Ba lăm. Yes. Yes. Mistress of Argonne.
Nếu mà chiếm được đất thì mình cứ chiếm thôi. Rò sẽ bỏ chúng nó ở đâu ạ? Có vẻ thằng Dark S bị thất bại chỗ này rồi. Thằng chuột nó đánh lui rồi cả. Hai quân đoàn ở chỗ này mất rồi. Thành này không đánh công. Út S có vẻ không hổ báo lắm. Thằng này chắc là thằng út ép không dám đánh rồi. Sao nào? Hai lượt nữa mới mua được. Overrun the world. You will cut out if armies are grid. Hai thằng pháp sư. 1, 2, 3, 4 con rồng. Sáu rồng, tám khổng lồ, ba sói. What glories await? Noska. Ổn rồi. Con đoàn này thì không phải là. Chỗ này có 5 con rồng. Phải thêm một con nữa. Không cần thiết, hai lượt nữa là mình mua được rồi. Harbinger of War. Hay quá nhỉ, mình có thể kiểm soát được cái tỉnh này. Để xem nó út ép nó làm gì tiếp theo đó. Không thể tiến sâu vào đất của thằng chuột được đâu. Hoặc là đơn giản mình sẽ dụ nó tiến, trong khi các cái thành chính của nó sẽ không được bảo vệ, mình đánh úp vào các cái thành chính của nó nhỉ, vào các cái cây chính của nó. Chỉ có diệt hết các cái cây to của thằng út ép thì nó mới xong được, còn không thì e này cũng hơi khó đấy. I'd usually negotiate with my sword, but today you are left. Lại hòa bình. Giảm phí tuyển quân. Did you say something? Mấy ông pháp sư này lại bắt đầu rồi. Chaos
comes. Một lượt nữa là mua được. Tribesmen, gather. Một lượt nữa là mua được. Enslave the Southerners. Is all understood. Right, vùng này nào. Sao, chị an ổn mà. Bóc luôn. Rừng chính của nó có vẻ như không có quân vào phục. Không có đơn vị nào luôn. Thằng lùn chiếm lại được cái vùng đấy à? Don't think so. À. Mày. I am a rune lord, not some smith. Mày. Nó cũng không dám đánh mình. Mutant beast. Stomping on to the four corners. Mình sẽ đốt trụi đất cái thằng lùn như này đó. Ồ. Lord of the Monster Horde. Công nghệ. Phải chiếm được cái thành Rakkar. Ở đây thì mình có thể nâng cấp tiếp công nghệ rồi, đốt đến đây được rồi. Quay lại xử lý khu trên này. Sau là phải mua quân rồi. Nó bảo mình phải ra cái vùng này tới đây rồi. Lần sau là có nhiệm vụ có thể làm tiếp. Speak then. Thằng Dark F bây giờ vẫn chưa đưa quân sang đây. Quay mình à? Thằng lùn này thích chết à?
Ái da, trừ phòng thủ cận chiến, như tăng đam. Có thể làm được rồi, làm nhiệm vụ được rồi. Slaughter the sheep. Tremble, weaklings. Ồ. Feel my power. Con này cầm con kiếm này à? Ồ. Sao một cái tướng tào lao lại cầm cái kiếm xịn thế này nhỉ? What do you seek? War unceasing. Despoil and ravage. Bây giờ chúng ta có thể mua quân rồi. What? Done. Sao nào? Ai già, út em chiếm được khá nhiều thành ở chuột đấy. Chuột chắc mất thêm cái thành này nữa, mất quá. Còn đây thằng lùn này. Learning try. Chuyện easy mà nhỉ, quân của nó bị thương. Yes. Despoil and ravage. Chắc phải gọi mấy con mấy con lính tím đi rồi. Big arm. What? Lượt sau tao đủ quân rồi là mày còn lâu dám đánh nào nha. Rồi. Đánh ở chỗ này là mình tiến theo đường này là đốt được hết thằng chuột ở đây. À thằng lùn ở đây. My challenge? Undeniable. I rule. Yes. Về thành bắt đầu mình sẽ làm nhiệm vụ lấy cái đồ tím như sau. Đang ép chiếm được hai cái tỉnh ở đây à? Dưới này còn lùn chiếm à? Thế nhỉ? Overrun the world. Mua quân đã nhỉ? Mất tất mấy lượt nữa mới xong. Mua quân phát này. Là đi đánh nhau được. Ồ. Chiếm à? Quái nào mà bọn Dark Elf lại có món đồ tím được nhỉ?
Ô thằng lùn nó xây lại đất của nó nhanh ghê nhỉ. Giờ mình phá để làm nhiệm vụ trước. I've little time for talking, but much time for keep. Thành bị thất thủ. Cộng 25% di chuyển. Ngon. Tấn công ở đây, chiếm đi. Quá cơ nhỉ. Yeah. Nó mà chiếm được cái vùng này nó có một cái vùng đệm cho mình. Take me for a wazard. Thằng lùn này không dám đánh, rút về à? Overrun the world. In agreement. No, I will not shame my clan. Slaughter the sheep. Bảy lượt nữa cả. Lâu ghê. Có lẽ mình phải đàm phán hòa bình với một số thằng. What? My hand hovers close to my blade. Clan Rictus Supreme. Leech Lord of Henry. Ai chà, lại lên hạng một. 31 tỉnh lên hạng một. Who's next? More headway. He's set. King on trolls. I know where. I knew it. I guide the tribe. Xử lý mấy cái thằng lùn này mệt ghê. Chieftain of the tribe. Chieftain of the tribe. I will not disgrace my ancestors. Con này nó không hoàn toàn không có Gunslayer.
Don't think so. À đây có một thằng. Big on. Tribal Fury. Vấn đề là mình cũng đâu có quân. Ô. Chuột nào để nó út ép chiếm hết đất này. Lady of the Glade. Nó vào để đấy, anh hồi quân, anh sẽ xử lý. Overrun the world. Kinh nhỉ, thành lập thêm mấy quân đoàn ấy, đi đánh tiếp à? Quay về xử lý chỗ này đã. Út ép. Ăn không được lại rút về à? Norska này nó chiếm được ít đất quá. Nạn chiến tranh thả lùn. Foul scent of vermin permeates this place, my lord. Rồi, biết. Help it. Lên cấp nữa là chúng ta tuyển được thêm một thằng pháp sư nữa rồi. Bây giờ mới là căng. Bây giờ mình sẽ phải quyết định có đánh tiếp thằng UF hay không, đánh chuột hay không. True savages. Vấn đề là UF đông quân quá. Enslave the southerners. What? Vahira. Chưa đủ quân, chưa đi đánh nhau được à? Proud son of Athaloran. Nó lắm cục tên thế. Guide us, horned one. Bây giờ mình phát lệnh chiến tranh thì mình chưa giữ được chỗ này. Có điều bọn UF thì tiến hơi nhanh đấy. Supreme Sorceress of Grant. Slave the Southerners. Tremble, weaklings. Nó đánh nhau tu kiểu gì nhỉ?
phải hồi máu rồi. Sao nó còn dám đứng ở đấy nữa không nhỉ? Impossible. Where's my next glory? Do you take me for a wazzock? Trước này thì phải đánh vào tận rừng của thằng út ép à? Trang 3 là đánh vào rừng út ép. Trang 4 voi. Voi ma mút. Chỗ này là đất của ma cà rồng. Magic thanh kiếm. Ồ, đồ ngon vãi chưởng. Chỗ này là phải đánh nhau với bọn thằn lằn. Hydra. Chỗ này phải sang đất của thần thám ép. Cái này là đất của chuột à? Lord of the Monster Horde. Lừa lừa thằng út ép phá đốt hết rừng của nó đã. Thằng này định giúp háng anh à? Anh không cho mày giúp háng. Hai thằng Slayer. Cho mấy con rồng khạc lửa với thằng Slayer à? Khạc băng chứ nhỉ? Ba thằng Slayer đấy. Cái đám pháo với bộ binh kia của nó thì mình không sợ lắm. Nó kể cả là Iron Baker thì mình cũng không hoàn toàn không sợ. Slayer rồi. Đây à?
าถ้าดูแรนสเลอร์เดี๋ยวได้เนื้อก็ส่งไปอย่างเศร้าเตะฟ้าแล้วบันเด็กตีบางอยู่นะrồi bây giờ mới dùng đến cái này quánh pháp sư của mình quánh pháp sư của mình quá vậy không nhìn cái Gunslinger ở nó đâu bay nó cho anh pháo mới chả phơ ô may mà không chết đấy, lần sau nó vẫn hồi lại được. Slayer này. Slayer. Oh, lì thế. Quái nhỉ, đánh bọn này nào mãi không xong thế. Quân nó dã đám hết rồi mà không ăn được à?
Mẹ mấy thằng Slayer này vẫn đánh nhau mình à? Đánh nhau với anh à? Vẫn chưa chết à? Không để ý thằng pháp sư bị nó khử mất rồi. Ồ, không biết là chết chưa. À, thấy vẫn còn một tí máu nữa. Khả năng chưa chết. Ấy không để ý thằng Gunslayer nó chém được nhiều thế. Đánh trận kiểu này thì mấy con voi nó đi càn nó vẻ là nhiều nhất nhỉ. Mình phải chiếm được cái thành của thằng Green Skin để học được cái skill là khi đi trên các vùng đất xấu chúng ta sẽ không bị mất quân thì mới vào đánh được rừng của thằng UF được. Và hiện tại bây giờ chỉ có mỗi thằng Winter Tooth là nó đi qua đấy thôi. Quân nào cả. Cho thằng Phúc S luôn tiến chiếm mấy cái rừng kia để mình đánh úp cái rừng chính của nó đã. Lừa nó kéo hết các quân đoàn lên phía bắc. Let's talk terms. But with any disagree. Từ từ. Từ từ, anh sẽ chiếm lại. Where's my next quarry?
wandering. Lord of the Monster Horde! ตายเฉียบอ่ะละตูดมันหมดกับเหรอI am the wanderer. Không chắc nó đã dám đánh mình nữa này. Thằng út ép chiếm được nhưng mà cũng không dám tiến sâu nhỉ. Ăn được đây. Lady of the Glade. Lady of the Azrae. Rừng riêng của nó. Azrae. Chieftain of the tribe. The eagle guides me. Challenge undeniable. Champions fall. Wintertooth. Where's my next quarry? Từ đã nhỉ. Chắc cờ thì tốt nhất cứ đi cùng nhau. Advancing. Hồi máu hồi. Not a chance. Rồi. Unroot. Hồi máu. All be slaves! I knew it! Hồi máu đã. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.